Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Đây là những tấm lót chuột mà các bạn có thể nhận được khi mua những bộ PC bên Mỹ Thuật Laptop nha. Đây là những tấm lót chuột được tặng miễn phí khi mà các bạn build máy tại Mỹ Thuật Laptop. Bao gồm đầy đủ các nhân vật, phim hoạt hình. Rất là nhiều nha. Các bạn có thể thấy đây là tấm lót chuột có chiều dài 70 hoặc 80 cm, với độ dày khoảng 3 cm nha. Các bạn có thể lót được cả chuột và bàn phím trên cái tấm lót này. Còn nếu các bạn muốn mua thì có thể ghé bên mình lựa hình và mua nha. Một tấm có giá là 80.000. Rất là nhiều hình. Đây. cm khá là dày nha. Mình đang có một số tấm dày hơn nữa là 5 cm, mình chưa có mở ra. Đây tấm 3 cm dày tiêu chuẩn nè. Đây là đầy đủ các thể loại hình luôn. Nếu các bạn mua máy với mình thì những tấm này mình sẽ tặng cho các bạn miễn phí nha. Mình xin nhắc lại, đây là tấm lót chuột size đại, có độ dày là 3 mm, độ dài với chiều dài là 70 và 80 cm nha. Giá là 80.000. Các bạn cần thì vui lòng inbox cho bên mình để xem hàng nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.